phòng truyền thống kỹ vật một thời tuổi trẻ hào hùng, được Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam khánh thành và hoạt động vào tháng 3 năm 2021. Nơi đây đã trở thành địa chỉ sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa cho các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên của thành phố nói riêng và các tỉnh thành phía Nam nói chung. Phòng truyền thống được đặt tại phòng công tác đoàn phía Nam, 145 Baxter, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trưng bày hơn 60 hình ảnh và hơn 30 kỷ vật đã được thành viên câu lạc bộ cựu cán bộ đoàn phía Nam lưu giữ trao tặng với nhiều ý nghĩa sâu sắc của một thời nặng nghĩa quê hương, ấm tình đồng đội trong đấu tranh gian khổ mà kiêu hùng là bao nỗi nhớ khôn nguôi, sự kính trọng hiếu thảo của những người con với các bậc sinh thành. Nhiều kỷ vật khắc họa những câu chuyện cảm động về tình yêu, sự thủy chung son sắt và tinh thần đầy lạc quan của lớp lớp thanh niên trên trận tuyến chống quân thù. Ở đó có cả máu, nước mắt, sự hy sinh cũng như những ước mơ và nghị lực phi thường của một thời tuổi trẻ sẵn sàng hiến dâng cho đất nước, cho cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay. Mấy chú mỗi lần vào đây thì đều xúc động và thấy giống như những cái bậc tiền nhân, tiền bối, những đồng chí đồng đội một thời tuổi trẻ hào hùng nhắc nhớ mình những cái chiến công, những cái tổn thất, những cái thành công, và mong rằng mình sẽ sống mãi với một cái thời trong sáng đó, hy sinh cho đất nước cũng như làm sao truyền lửa lại cho lớp trẻ. Cháu nhìn phía sau đó thì thấy cái bức ảnh của chú Lê Quang Thành năm nay 99 tuổi Tây, trăm tuổi ta, nguyên bí thư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam đầu tiên. Rồi hình của chú Nguyễn Minh Triết thời đó là thanh niên bên cơ quan đoàn của cơ quan Trung Cục miền Nam. Cháu nhìn qua bên đây thì thấy bức hình của những nữ thanh niên xung phong dầm mình dưới nước để đồng đội cán chuyển thương binh. Cháu nhìn bên kia thấy Đại hội đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam lần thứ nhất, đại hội phong trào Ba sẵn sàng ở miền Bắc, và nhiều bức hình rất cảm động. Còn trước mặt đây là bộ đồ thanh niên xung phong của anh Hai Văn, năm nay 87 tuổi, nguyên tổng đội trưởng thanh niên phong giải phóng miền Nam. Kia là bức cái khăn rằn và cái bức tranh đôi chim bồ câu khát vọng thanh bình trong cái điều kiện là chiến tranh khốc liệt cùng các nó ghi gô, cũng như chiếc đồng hồ mà chị Trần Thị Nam tiễn chồng là anh Phạm Huy Tưởng vào Nam chi diễn cho chiến trường, chi diễn cho tổ chức đoàn miền Nam đã, và ở tù Côn Đảo cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thể hiện nghĩa tình hậu phương lớn miền Bắc đối với miền Nam tiền tiến, và thể hiện tấm gương anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, tay cài tay súng của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ miền Bắc thủy chung chờ son sắt nuôi con và tiếp sức cho chồng đi chiến đấu. Có thể nói những cái kỷ vật này qua 10 lần phát động đó thì đã gần 200 kỷ vật, nhưng cũng chưa thấm vào đâu so với những kỷ vật mà nếu để càng ngày càng lui vào quá khứ đó thì nó không phát huy được cái nét tinh khôi tỏa sáng của nó để làm cho cái hồn thiêng sông núi thấm mãi với không chỉ những người cựu cán bộ đoàn mà cả giới tuổi trẻ chúng ta trong cái khát vọng mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 kỳ vọng đối với dân Việt Nam chúng ta. Những kỷ vật vô cùng quý giá sẽ là thông điệp nhắc nhở thế hệ trẻ sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng và trách nhiệm, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai khuyến khích các cơ sở đoàn tăng cường tổ chức các đoàn thanh niên, thiếu nhi, cán bộ đoàn đến tham quan, sinh hoạt, giao lưu, nghe kể chuyện truyền thống là giải pháp góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi trong tình hình mới. Phòng truyền thống mở cửa vào sáng thứ ba hàng tuần và các lịch theo đăng ký của đoàn viên thanh niên.